Chương trình Super Wins Bách Khoa Toàn Thư. Tập 1: Bánh xe hình tròn. Xin chào, chúng ta cùng đến với câu hỏi ngày hôm nay trong Bách Khoa Toàn Thư nha. Chào chết tiệt chớp. Mình muốn biết tại sao bánh xe lại có hình tròn chứ không phải là hình vuông vậy chứ? Cảm ơn bạn nhỏ, hãy nhờ cảnh sát Bon giải đáp thắc mắc giúp chúng ta nha. Những chiếc xe chúng ta nhìn thấy đều có một điểm chung, đó là bánh xe có hình tròn. Là vì nếu bánh xe hình vuông hoặc bánh xe hình tam giác, khi xe chạy trên đường sẽ rất là giằng xốc, người ngồi trên xe không thoải mái. Cho nên phải dùng bánh xe hình tròn thì xe mới có thể chạy êm ái và chạy nhanh giống như jet tia chớp vậy. Mình hiểu rồi, cảm ơn jet tia chớp và cảnh sát Bom. Không có gì. Thế giới kỳ thú, cùng nhau tìm hiểu, đội bay siêu đẳng sẵn sàng giúp đỡ. Các bạn nhỏ còn thắc mắc gì muốn hỏi jet tia chớp không? Hãy quay clip hoặc câu hỏi của bạn vào comment của Trang, gửi về Facebook của Super Wings nha.